Quạt trần công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay. Yes. Em chào anh Nguyễn Tất Thắng nha, hello anh. Như vậy đây là Roman cho game thủ chim sẻ rồi. Bên kia là Pho Rome cho Rome Sam. Pho của game thủ 98 và Roman của game thủ Mạnh Ngào. Sẻ cũng cầm Roman, 98 cầm Pho và Gandhi là người cầm Summer. Quân đánh giá rất cân ở trận đấu này. Tranh chung trang trí tường nhá. Anh trai, anh Thắng thấy sản phẩm của em ok không anh? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quả 7, dành cho bài Roman này, một dân chui xong lại chui ra rồi. Làm cái E, đi dò. Đây là máy của anh thủ Gandhi, Sumerian. Bài được nhá. Thiêu đầu hai voi luôn. Bài đánh cung, quả đầu 6 cây đến từ anh thủ Gandhi. Chúng ta cần phải giành chiến thắng nhanh chóng ở trận đấu thứ tư này. Bên kia con Pho cũng khá là áp lực từ 98. Nhưng mà sẻ là bài đấu được cầm Roman. Quan trọng là bài vở như thế nào thôi. Bài của Gandhi thì đã có sẵn hiêu đầu hai voi, nhìn qua là cũng ok rồi. Ok anh ơi, hết anh lại gọi em nhé. Sẽ có quả phụ luôn, Roman. Bỏ quả phụ 5 cây, giờ tìm voi hiêu đưa về nào. Đố sẻ nhét dân vào giữa ba cây quả đấy. Xây xong BG thì không nhét nữa anh ạ. Ấy, hai voi, bài tươi anh nhá. Cố lên, chặt chiêu nhá. Nét nẹt nào các cụ ơi, thiếu một đồ thôi, hiêu đầu thì kiểu gì cũng có rồi. Và voi sẽ đưa về đến từ cái vụ chim sẻ. Kèo đang rất cân. Ôi, vàng gần rừng luôn, ép nhân đôi luôn. Cầu voi nó bị nó hút cho một cái rồi. Rồi, thịt con voi này. Thành công, một voi về. Chỗ kia đóng ép nhân đôi, cả gỗ cả vàng thì rất là ok đúng không anh em? Quá hợp lý rồi. Bài cầm Roman. Gandhi thiếu một quả thôi. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà tài trợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. System Fan là đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp sạch cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% mà chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay tới hotline 08883 18886 hoặc truy cập website systemfan.vn để được báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Làm bài Roman 7BL nào. Đánh gì đến tận 7BL đấy anh. Đánh nhanh 2L nhưng mà bạn quyết sớm được không ạ? Bây giờ được đánh tận 7BL nữa. Khê. Hiêu đầu ở đâu nhỉ? Voi thứ hai đưa về rồi mà lại không thấy hiêu đầu. Thế thì ăn quà. Cay ghê. Đây chắc sau rừng này rồi. Còn mỗi cái điểm này nữa là cái điểm mà có thể mọc ra hiêu đầu thôi. Quả phụ 5 cây. Bài thì cũng dễ để khung đến từ cái thủ chim sẻ. Vấn đề vẫn đang thiếu một đồ. À đây, hiêu đầu đây. Rồi lùa về đóng S2. S2 nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ nữa. Tí có mấy con sọc sọc. Chọc chọc. Cho nó chíu khọ. Đấy, có thêm cái rừng nữa bên trên kia thì phải. Đây, một quả phụ đây rồi. Rồi, 9 rưỡi rồi. Còi bắt đầu thổi rồi. Và Gandhi báo về thiếu một đồ, chưa thấy gì á. Đây Gandhi, voi tiếp theo đưa về. Đi dò tiếp đi anh. Mặt rưỡi nhà dò hết rồi, chả thấy gì này. Đây, trước cửa nhà đây nữa thôi. Giải quyết voi này. Xong rồi nắn nốt con hiêu. Đi. Vâng, hai voi hiêu đầu thấy từ đâu mà bây giờ lại phải đi đập lô, khổ thế à rồi. Cày ghê. Rồi, xanh tròn đây đi rồi. 26 dân dừng dần đi, đi mặt kia đi. Mặt này ông sẽ dò rồi. Gì còn gì ở đây, có mấy hiêu đây bú. Được. Rồi. Bài đội bạn khá là mắc binh anh em ạ, sẽ vừa soi tham. Đấy bảo đội bạn toàn mười mấy phần trăm rồi, ăn đi cái đời 8-40. 26 dân. Đây là game thủ chim sẻ bài Roman mình, 24 dân. Khung nhà. Xe giò này, xe giò Gandhi đẩy vào đây rồi. Đây xe BM. Và đây xe BL ở bên kia. Thừa gỗ rồi, BL. Map la chứ anh ơi. Một mình một vạch đến từ game thủ chim sẻ với bài kinh 9 của mình. 9 phút 36 với 24 dân của Romantic. Em đời nằm trong tiềm thức à? Làm tí vàng thôi. Ok,
Ở đây mỏ vàng, công giáp nè. Chấm ruộng dưới này luôn. Chắc chắn dưới này làm khoanh ruộng tròn vo ở đây rồi. Đẩy giò. Công giáp đầy đủ ngựa giò đến từ cái vụ chim sẻ. Và bắt đầu đúc ruộng. Trận này không hiểu sao cái ép đời hai lỗi thế. Tận 840 mới kích. Yêu voi về, một là phô cái này cung. Cần đi sẽ cần Roman mạnh hào cái bên kia. Đã nhìn thấy tân dân của 98 đây rồi. Kéo đi ăn hiêu nữa đây từ 98. Bài có tí lực dành cho em dài. Đào tạo một dân, xiên đốt con hiêu của nó đi không? Không xiên, đây xiên mấy dân đi sau này. Mấy thằng đi đi sau này là chắc chắn bị chọc rồi. Đốt kè chỗ BM cho kín chưa? Đây đã kín. Thiếu nhiều không? 2L sẽ bơm cho Gandhi tí thịt đi kìa. Đó lên cái chặt gỗ đi cả. 98 nó bo nhỏ ở đây rồi. Một dãy bè siêu dài. Cho anh dài tí thịt cũ ơi. Đây, cho 100. Đã cơ cấu ra ruộng đến từ cái thủ chim sẻ 2L đây rồi đây rồi. Chắc là Gandhi cũng đang bị mạnh hào xỉa vào. Ui rồi ôi. Mày đi đâu? 98 yếu lắm đấy anh ơi. Bị chọc từ này đau luôn này. Cửa chém đang đến, 98 chưa bánh xe chắc chắn nó còn chưa lên đời cơ. Nó bị chọc tới này thì siêu yếu rồi. À, định bò giữ 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 giữ. Giữ cây gì? Đây giữ đi. Giữ này, mày giữ đi. Ơ kìa. Vãi cả lông tí nó vẫn bò được anh em ạ. À. Sao thế nhờ? Cay thật đấy. Này vẫn bò được. À. Tí chết. Tiếc quá. Được rồi, tóm dần dần đấy của 98 phải xong game rồi không? Nhưng mà nó cũng chưa làm ăn gì được đâu. Nó sẽ chờ bánh xe để tháo thôi. Ok, tí vào đây bắn luôn cái hốc này nó đi. Bài gắn đi sẽ là bài đấu kiểu cung gom rồi. 98 thì bài cũng kiểu chú ý hốc bật bật này, lục luôn này. Mày này, mày vẩy hộ tao cái, mày vẩy nữa đi. Vẩy nữa đi. Vẩy này, vẩy đi. Mày vẩy đi. Đây mới là vẩy này, đây mới là vẩy này, chết chưa? Trời ơi, quá hay đến từ cái vụ chính sẽ đáng ở trong tình huống vừa rồi các bạn có thể thấy. Chém nó phải như vầy. Chém phải như vầy. Vâng, anh về đây à? Đâu? Vâng, phá chém rất rát tới từ cái vụ chính sẽ đáng. 98 con cá mò quả trong hốc này, may mà đánh được cái hốc này của nó nhá. Nhà kìa. Rồi, rồi Mạnh Hàm bắt đầu đến. Đây rồi, dân ăn hoàng ăn đi. Hôm nay cái vụ chim sẻ đang xuống là 28 và phải kéo chém về để đỡ nhà khi mà vừa nó cầm bánh xe chưa lên xong. Mạnh Hào đang sang chém sẻ một tơn rất đau. Ba chém khét đến từ chim sẻ nhưng bây giờ thì đang bị một tơn và gắt đi kéo địch về để sẻ giải quyết. Rồi lại qua lại ăn vàng nó vẫn giữ khoanh ruộng bánh xe có rồi, nó chém đi. Vẫn là một bài chém khét đến từ cái vụ chim sẻ đang 98 thì vừa rồi đã chết rất nhiều dân rồi. Thì nó sẽ không thể nào khỏe ngay được. Và vậy bắt chém Mạnh Hào cực kỳ nhiều chém với chim sẻ. Sau tuần này đâu cái công bố lên nào. 98 sau đấy thì chém luôn. Gandhi cố gắng ra cung mà đi bắn đi thôi. Tham lai của Gandhi đang số là 33. Với một bài đấu đánh kiểu ăn hoang xong quân loang quang. Hệ cung vớ vẩn. Rồi tụ quân lại mà dỉa đi. Đây con cung đời của Gandhi. Ô, nó bay hết rồi. Anh đi tìm đi xem nó con bo nhỏ chỗ nào mà bắn nó thôi. Cái hốc của nó bay rồi. Tham mình đang đè đấy. Đây ơi. Bắn bỏ gỗ nó đi. Chơi luôn thằng ba này. Chém đi xảy ra. Chém đi chém đi chém đi. Làm sao. Nghe. Trong kịch góc 3 giờ còn bỏ quả nhá anh nhá. Đấy, bắn đấy, đang bắn mỏ gỗ nó đấy. Bắn mỏ gỗ 98. Và tham lai gắn đi được số là 35. Cũng gom, sẻ bên này tham lai là 26. Nó chém Vinh. Đấy. Chém đi kìa. Đấy rồi, dân 98 lại chết thêm tơn nữa. Và vẩy e đi chim sẻ, quá khét. Chém kinh thật. Tham lai là 28 đến từ game thủ chim sẻ đáng. Bắt đầu ốp vào nhà màu 3 cùng với game thủ của gắn đi. Đang đi đây. Bên trên này thầy ơi. Hướng 19 giờ. Đây, nhà BL này bạn đây. Đây khoanh ruộng đây, bắn ruộng đây, bắn ruộng đây. Đây khoanh ruộng lực Mạnh Hào chạy nhá. Tham lai 35 đến với vụ gắn đi. Đây đây đây, đang lên. Đấy làm BG đi. 900 gỗ kìa, vẩy nhanh khoanh ruộng đi cụ ơi. Vào đi thẻ ơi, lủng này. Bắn đi. Bắn nghe nó vào cái. Rồi nó tháo kìa, xích cổ vào. Rồi, quýt. Quýt chưa? Vẫn chưa quýt dành cho bộ đội bên phía team Vitamin. Vâng, chết quá nhiều dân bên phía đội bạn. Và tham lai của ý vụ Gandhi vẫn đang xuống là 38. Bên này thì sẽ tham lai là 33. Tham lai rất to rồi. Ôi, cầm Roman chém mà vẫn sướng em nhỉ. Nghét đấy. Bắn anh ơi. Lên ra 4 đến từ game thủ chim sẻ. Công 4 ra 4 luôn. Bất kể thằng nào. 98 đang tạm thời nghỉ thi đấu anh em nhá. Và tỷ số là 2-0 chúng ta trong trận đấu thứ tư. Quá khét.
Một trận xứng đáng được liệt vào hàng highlight. Quạt trần công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay